Anderson, bên kia Kata Maxe. Đây là trận đấu đầu tiên ở trong series đấu thứ tư. Tỷ số hiện tại đang là 2-1 dành cho BB và Vlup. Kết thúc series đấu thứ ba với một trận thua thực sự là hơi đáng tiếc, thảm loại bị đè. Nhưng mà sau một tình huống đấu cung, đấu quân thì đối phương là người có khả năng kết hợp tốt hơn, và bên mình mất quá nhiều quân, sau đó dẫn đến một trận thua rất đáng tiếc. Không sao, tỷ số mới chỉ là 2-1 thôi. Chúng ta sẽ đến với series đấu thứ tư. Vâng, đây là bài pan của chim sẻ. Vâng, voi đã thấy rồi, hiệu đầu cũng đã thấy luôn, có rừng luôn, và dường như là có cả vàng luôn rồi. À chưa thấy vàng, nhưng mà khả năng sẽ có hai voi không. Và trận đấu các bạn theo dõi là trận đấu thuộc vâng khuôn khổ vâng trận đấu giao hữu giữa chim sẻ đang gắn lì BB Vlup. Kèo đấu giao hữu được tổ chức tại quán game Vlup số 367 Trần Quốc Hoan, và kèo đấu được tài trợ bởi nhà tài trợ nhà hàng Newman, website bóng đá fan và nhà hàng Golden Field. Vâng, đúng là hai voi luôn. Vâng, tớ nói rồi, sẽ hai voi dành cho chim sẻ. Vâng, câu voi về khá sớm. Đối với Pan thì cái việc các bạn câu voi về sớm lúc nào thì nó sẽ bớt chậm dần lúc đấy. Tôi biết đây là quyết định chính xác thôi. 9/12. Có một đàn hiêu nữa ngay gần. Vâng, thêm một đàn hiêu nữa. Như vậy về cơ bản thì Pan đã đủ đồ. Nhưng điều tôi muốn bây giờ đó là những con voi và những cái bãi quả, một bao phủ nữa thôi giúp cho sẻ sẽ rất khỏe trong trận này. Quả đầu là mấy nhỉ? Hình như là 7 cây phải không? 2, 4, 6, không, như vậy là 6 cây thôi. Vâng, vâng, phi voi trên rất đẹp. Quả phụ đâu nhỉ? Đây rồi. Vâng, đã thấy quả phụ hiêu đầu là hiêu 7 con. Bài mắc ba lê dành cho cái thủ cầm Pamran. Vâng, anh đang có ý định lùa đàn hiêu này về nhà chính. Vâng, nếu như là một game thủ khác thì có lẽ sẽ có một chuyến nhân đôi, ăn cả hiêu và ăn cả gỗ, nhưng không. Tôi là chim sẻ và tôi sẽ phải đá đàn hiêu này về. Quyết định gọi là trái ngược với khá nhiều người. Vâng, đá đàn hiêu về chứ không phải là có một chiếc bét nhân đôi. Rất dị nhân. 19 dân trăng. Đàn hiêu về hơi chậm. Rồi, nhưng mà nó vẫn chết đẹp thôi. Xe phi hiêu, vâng, xe lối hiêu thực sự là hay. Có lẽ là kém tôi tí. Kích đời 6.54 với 19 nông dân của Pamran. Úi trời ơi. Ok. Thôi được rồi, bên này cũng được. Bên này cũng được, không vấn đề gì. Ăn chung với Pan, ăn chung quả với Pan luôn là một cái gì đó nó thực sự là khó khăn với tất cả mọi loại quân. BB ở đây luôn. Không. Trời ơi, vậy được cái BB ở đấy thì đừng có hỏi tại sao. Vâng, BB ở đấy được người ta là gọi là đập nhà là bằng đập nhà điều kiện, chứ không phải là một pha mà ken đồ ăn. Thực sự đây là một cái gì đó người ta gọi là lách luật đến từ các cái thủ thôi. Vâng, 16 Katarian. Và chúng ta cùng xem Katarian phải lên bảng đếm số ở phút thứ bao nhiêu. Vâng, phi hiêu khó chịu. Phết đẹp quá, mắt nó khó chịu gì. Có đàn hiêu chứ, góc 12 giờ nó biết sẽ có đi ăn hoang không. Hãy sẽ bài đánh quay về chắc nhà ra ruộng. Đồ đang dồn lên là rất ổn rồi. Thịt sẽ không thiếu. Xây xong nhà điều kiện là đủ, tôi nghĩ là như vậy. Vâng, một trận chín sớm dành cho chim sẻ khi được cầm bàn. Và 9-28 với 19 nông dân của bàn. Gunny có một trận cũng chín luôn. Úi trời ơi, Gunny cho son cũng chín. Hai nhà kích chín. Khủng khiếp. Thôi quay trở lại với sẻ thôi. Như vậy sẻ quyết định ăn hoang thêm một đàn hiêu. Quay về và vẽ ruộng thì dường như nó có vẻ là hơi chậm để có giò có dài đồ, sẽ quyết định ăn đàn hiêu cũng được. Vâng,
Chưa kín đâu em ơi. Hình như chưa kín đâu đấy. Vâng, bây giờ vừa đập nhận điều kiện xong đến từ game thủ Van Love. Tức Van Love. Vâng, bây giờ bắt đầu mới có con giò ăn vàng. Sẽ con giò đã có một cái công. Và Cani cũng đang ở đây. Ui giời, hai giò trong. Giò công giáp không? Có phải là công giáp không? Rồi, vòng 1 nhà BA luôn, sẽ đánh bài 1L 1A. Cani cẩn thận chết con giò. Điều đây, hạt điều đây. Hai cái hạt giò mà. Trời luôn. Hai con giò công giáp và Van Love thốn vô cùng rồi. Thốn lắm rồi đấy. Vâng, quẹt thấy xác. Vâng, cái quần đùi xanh. Quần đùi xanh của game thủ Gunny, à, của game thủ Van Love. Vâng, làm la liệt tại nhà chính. Một trận mà anh khó, thằng ấy còn công cả T, nó ác như con tê giác. Ôi dồi ôi, ông ác nó vừa vừa thôi. Vâng, dường như là màu 6 đã rất yếu rồi. Anh còn chưa lên đời cơ. Sẽ quyết định lên góc 12 giờ làm một khoảnh ruộng. Công cả T lên. Bãi vàng này có lẽ sẽ chuẩn bị vâng, ra đi với tiền tổ. Thông tin nhận về Mark đánh cung A. Khó, chạy đi đâu? Với lớp anh chạy đi đâu? Và với lớp khá sắp fit rồi đấy. Vâng, thấy bảo fit rồi, Gunny chém cái gì của với lớp nữa. Vâng, chém nốt bãi quả với lớp. Với lớp nhà của cái thủ vâng BB nằm ở góc 9 giờ. Và Gunny có quyết định công ca luôn. Bài chém cân 2. À, bài chém chết màu 6 sau công ca. Trận cho son cực khỏe, Gunny thi đấu như lên đồng. Ở trong trận này công cả phù lên. Qua một váy bắt đầu có. Sự chém Gunny đang có vẻ là hơi ít. Phù được con một váy không? Được. Được một con một váy. Tốt, chém đẩy lên. Và được bơm vàng. Đều từ sóc chém và sóc những con ca. Ra làm cái gì? Con ca thứ hai nữa. Xong rồi sẽ sang đây luôn là thắng luôn. Không nói nhiều. Vâng, sẽ quanh ruộng rất đẹp ở trong cái góc 12 giờ. Con dân cuối cùng của về lớp thôi. Để cho một con dân thôi, bị resize luôn. Chưa kịp công ca, bị resize luôn. 1-0 cho thứ tư dành cho Liên Quân GTV Thái Bình. Chúng ta đến với trận tiếp theo. Một trận mà về lớp. Anh còn dân không nhỉ? Về lớp còn dân không? Hình như à, hình như còn cái gì ở giữa bản đồ kìa. Vâng, bi có bãi quả ngay gần chính, không thèm ăn. Nhường cho về lớp. Cái gì ở màu 6 giữa bản đồ đấy chị mày? À đây. Vâng, về lớp còn đúng hai con lạc đà, một con giò.